4. Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước. 4.1. Xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và các dự án phát triển hệ thống doanh nghiệp nhà nước. Đây là bước mở đầu của toàn bộ quá trình quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước. Việc xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và các dự án phát triển hệ thống doanh nghiệp nhà nước phải đặt trong mối quan hệ với tổng thể chiến lược và quy hoạch, kế hoạch phát triển toàn bộ hệ thống doanh nghiệp chung của cả nước, của từng ngành và từng vùng lãnh thổ vì vậy phải đưa ra được những chỉ tiêu thể hiện nhiệm vụ kinh tế mà các doanh nghiệp nhà nước phải đảm nhiệm mô hình tổng thể lực lượng doanh nghiệp nhà nước cần có để đảm nhiệm những nhiệm vụ nói trên được thể hiện thành các dự án doanh nghiệp cụ thể phần tăng giảm lực lượng doanh nghiệp nhà nước so với mô hình trên bao gồm việc xây dựng và cắt giảm những doanh nghiệp nhà nước mới những doanh nghiệp nhà nước không còn tồn tại Đối với việc xây dựng các doanh nghiệp nhà nước mới cần có dự án cụ thể, đối với việc cắt giảm các doanh nghiệp nhà nước hiện có cần có kế hoạch bước đi theo những phương án chuyển sở hữu cụ thể. Đối với cả hai trường hợp cần có sự tính toán cân nhắc, thực hiện một cách thận trọng để thu được kết quả mong muốn. 4.2 Hoàn thiện thể chế tổ chức và quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước việc bổ sung đổi mới hoàn thiện việc tổ chức quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước cho phù hợp với sự phát triển thường xuyên do thực hiện đề ra là một nội dung không thể thiếu được điều này đòi hỏi sự theo dõi phát hiện liên tục kịp thời để phát triển của bản thân lực lượng doanh nghiệp nhà nước và sự phát triển của thị trường tiến hành đánh giá tổng kết công tác quản lý nhà nước đối với vốn doanh nghiệp nhà nước trên cơ sở đó hoàn thiện thể chế tổ chức và quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước bằng các hình thức bổ sung và hoàn thiện hệ thống pháp luật thể chế quy tắc nhằm điều chỉnh tổ chức bộ máy và quyền hạn trách nhiệm nghĩa vụ của doanh nghiệp nhà nước bổ sung và hoàn thiện tổ chức bộ máy phân công nhiệm vụ quyền hạn trách nhiệm giữa các cấp các ngành trong bộ máy nhà nước để quản lý các doanh nghiệp nhà nước để thực hiện việc hoàn thiện thể chế tổ chức và quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước phải tiến hành nghiên cứu tổng kết đánh giá có phê phán hệ thống pháp luật thể chế hiện hành nêu ra những điều cần thiết phải sửa đổi bổ sung hoặc bãi bỏ trên cơ sở đó nêu ra những quy định mới phù hợp với tình hình và nhiệm vụ mới của doanh nghiệp và của các cơ quan nhà nước trong việc quản lý doanh nghiệp nhà nước